Thưa các bạn thì Thành Hiên đang có mặt ở nhà bác Phạm Thị Sinh. Thì hôm nay là Thành Hiên đem quà của một nhà tài trợ muốn tặng cho các bác đồng hương Thái Bình mà đang gặp khó khăn. Và đây bác Sinh thì bị đột quỵ cũng mấy năm nay rồi và bị gãy xương hông. Đó, và chữa trị cũng rất là lâu và nay thì cũng tạm ngồi dậy được và đi lại thì nó cũng rất là khó khăn. Bác ơi, hôm nay là chị Nguyễn Thị Lánh là quê ở xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình thì có nhờ con là gửi phần quà đến để tặng cho bác, cũng mong cho bác mau bình phục. Thì đây là con xin tặng cho bác là đây là táo nhập từ Nam Phi này, và đây là hai hộp sữa, đây chị gửi cho con hai hộp sữa với lại biếu, với lại con biếu biếu bà là 400.000, xin bà cầm đó. Đây chắc là 400.000 để bà phụ một chút tiền để mua thuốc qua cái đại dịch này. Chị rất là người là rất là có nhân, rất là đầy nhân nghĩa nhé. Chị, lúc nào cũng quan tâm đến đồng hương khó khăn. Và bây giờ thì bà có nói đôi lời gì không ạ? Rồi, bà bảo tôi xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Lánh, phải không? Nguyễn Thị Lánh, dạ. Tôi xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Lánh. Cảm ơn chú nha. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Lánh. Chị Nguyễn Thị Lánh rồi. Chị Nguyễn Thị Lánh. Bà nói là cũng khó khăn. Và cảm ơn chú đã mang tới quà tới tặng cho mẹ con tôi. Cảm ơn chú nè. Cảm ơn chị quà nè. Tặng cho tôi rồi. Thôi, bây giờ tôi nằm xuống cái. Dạ rồi. Thôi được rồi. Vâng, thế xin thay mặt cho bác Phạm Thị Sinh thì cảm ơn chị Nguyễn Thị Lánh rất nhiều. Cảm ơn những món quà đầy tình nghĩa của những người con Thái Bình đối với đồng hương trong lúc dịch bệnh khó khăn như thế này. Đó, xin chân thành cảm ơn. Đây thì các bạn, Thành Viên đang có mặt ở nhà chị Lê Thị Hồng. Đấy, ở 92A, trước cửa khu công nghiệp Bình Chiểu. Thuộc đường gì này nhỉ? Đường hai tầng đường 43, thành phố Thủ Đức. Và chị thì đang bị bệnh, và anh có thể nói sơ sơ về tình hình bệnh của chị đi. Dạ thì chào anh. Đây là bà xã hả? Dạ đây là bà xã. Em nói đi. Phải vợ thì nó phát bệnh từ đầu năm đến giờ. Là đã mổ 2 lần rồi. Nhưng bị bệnh gì? Bị bệnh ung thư đại trực tràng. Đại trực tràng. Bệnh nặng ấy chứ. Dạ. Thì phẫu thuật 2 lần rồi. Bây giờ thì đang phải hóa trị. Đang là hóa trị hả? Dạ. Nói chung là rất là hoàn cảnh đúng không? Thế này là hai vợ chồng là thuê nhà ở hả? Thuê nhà ở. Em thất nghiệp từ hồi vợ là cứ chăm vợ từ đấy đến giờ luôn. Thế không có ai hỗ trợ gì không? Thì lâu lâu cũng có một vài người gửi mấy cái gạo thôi chứ không có gì. Thì hôm nay anh chị đây này, em này nếu bữa anh có hỗ trợ rồi, anh em mới giới thiệu là bên cạnh có cái chị rất là nặng, anh bảo thôi đến lúc nào anh xuống ghi hình. Xong rồi anh tặng cái gì để có thể anh sẽ kêu gọi người ta hỗ trợ thêm, đúng không? Rồi. Thế là nhưng mà tình hình bệnh thì có bớt không? Bệnh thì nói chung là hết thuốc lại đau rồi. Đây hả? Trời ơi, cái này cũng nguy hiểm. Đây là mấy cháu nhỏ hả? Đây là hai cháu hả? Cái hai cháu. Cháu học lớp mấy? Con học lớp mấy? Lớp 7 đâu. Lớp 7. Hôm nay đến lớp 7 nhỏ. Nhưng mà bữa giờ Covid thì chắc em cũng nghỉ đâu có làm gì hả? Dạ nghỉ. Ok. Rồi. Rồi được rồi, để sẽ tìm những cái nguồn hỗ trợ cho em nha. Hôm nay thì anh sẽ tặng cho 500.000. Với lại em có lấy gạo không? Dạ thì có. Có lấy gạo nữa ha, cho một hộp sữa ha. Thì cái phần quà này là của chị Nguyễn Thị Lánh ở số nhà 93 xược 4 đường 100 Bình Thới quận 11. Đấy, thì chị có nhờ anh để gửi cho những bà con khó khăn thì anh đại diện anh sẽ tặng cho gia đình nhà mình nha. Đây, anh Hiên xin gửi tặng chị 10 ký gạo nha, 500.000 với hộp sữa. Rồi hôm nào mà có nữa đấy thì sẽ điện cho, sẽ mới kêu gọi một số nhà tài trợ.
em biết cái hoàn cảnh của anh chị. Em cảm ơn trong sự nhờ và cảm ơn mọi người. Rồi, lần đầu tiên đến để cho biết nhà luôn, để biết tình hình. Đây là khu nhà trọ này. Khu này có nhiều người khó khăn không? Dạ nhiều ạ. Dạ. Còn bà phụ trên là mấy cái số cũng khó khăn lắm. À thế à? Má nó cũng bị bệnh nữa. Dạ, bà đó cũng bị bệnh luôn. Bệnh à thế à? Dạ. Bà ở với ai? Bà ở với đây. Mình đi vào một khu nhà trọ à. Bà tên gì bà ơi? Trần Thị Kiếm. À. Bà quê đâu đấy? Trà Vinh. À Trà Vinh ở dưới miền Tây ha. Rồi ở đây ở một mình à? Nhà ở Dương Hải rồi. À, đây là mình thuê nhà hả? Thuê. À, mình bác làm nghề gì? Bán số. Bán số bữa giờ chắc thất nghiệp đâu có gì ha? Dạ. Đã nhận trợ cấp gì chưa? Có trợ cấp mà à, cũng được triệu rưỡi thì cũng được. À. Đây, thế mà ở một mình rồi mình tật ông nào sao ai lo? Con cháu đâu hết rồi? Con cháu nó cũng lên nó đi làm tùm lum tà la. À thế à? Thôi bây giờ, tại vì lên đây gặp cái cô này có giới thiệu, thành ra để tặng bà đây, em cầm máy, em cứ cầm quay bà thôi. Dạ. Đây, gửi tặng bà. Ba trăm. Cái đây là số tiền của chị Lánh. À, chị Lánh là ở số nhà 93 xìu 952 xã Khai A. Không, chị Lánh ở số nhà 93 xìu 4 đường 100 đường Bình Thới, quận 11. Và thành viên thì chị đại diện để tặng. Đây, bà cầm đỡ lấy 400 đi nha. Để mua gạo ăn nha. Chừng nào có gì thì cho thêm bà nha. Thôi cố gắng vượt qua dịch bệnh nha. Có phải cảm ơn con này nè. Con này có giới thiệu. Cái này thì không có biết thì tôi cũng không có đi ra hay không có đi xuống. Đây này anh này đồng hương với cháu người Thái Bình. Nên là cháu giới thiệu hoàn cảnh khó khăn cho anh giúp đỡ cho những người bạn có hoàn cảnh khó khăn ở đây. Cháu cũng hoàn cảnh khó khăn cũng là đồng hương cho nên là cháu giúp được bà hoặc giới thiệu cho bà đó thì bà cũng bớt khó khăn đi và cháu cũng mừng cho bà. Đúng rồi. Thôi cố gắng mày nha. Thôi. Cảm ơn. Thôi không có gì, bà nghỉ đi. Dạ. Dạ. Đây đi lên cũng rất là khó khăn này, đi lên mấy cái bậc thang luôn. Dạ thôi được rồi, bà cứ ở đấy đi. Xin chào anh nhé. Đấy, đi lên đây khó lắm. Đây, ban cái bậc thang luôn. Con xem mẹ. Để hôm nào mà đây là cái phần quà của chị Lánh nhá, ở quận 11 đường 100 Bình Thới quận 11 gửi cho các gia đình mà khó khăn mùa Covid ấy, thì chú Hiên đại diện đấy, đây là tặng cho cháu Quang. Đây là ở phường Linh Đông này, đang bị rào kín và cháu Quang phải đi xe máy ra đây chứ đi bộ vào không được, phải đi vòng rất là xa. Đây là cháu Quang, đây là tặng 15 cái gạo với lại hộp sữa và nhà tấm lòng của chị Lánh người Thái Bình. Dạ. Nha cháu nhá. Dạ, cháu cảm ơn nhà hảo tâm. Dạ, cảm ơn cô Lánh nhiều. Rồi. Dạ. Rồi thế nhà cố gắng vượt qua Covid nha. Dạ. Rồi bye bye. Chú chích đủ hết chưa? Rồi. Hả? Chú chích đủ hết chưa? À chú chích rồi, chú chích hai mũi rồi. Dạ. À, chú chích hai mũi. Còn đứa nhỏ thì có mấy đứa nhỏ? Dạ, cháu hai đứa. Hai đứa hả? Hai mẹ con nó thì ở dưới tàu đóng về được. À thế hả? Cháu với cô ở đây. Thằng cô mấy tuổi? Cô năm nay lớp 7. À thế hả? Con lớp 9. Ờ thế được rồi. Khổ quá ha, là đấy ông muốn vào mà ông đấy vào được. Muốn đi là phải đi vòng. Đi vòng xa ha, xa. Đi vòng lên tàu vào được. À. Đây. Đây toàn bộ Linh Đông này. Thôi cố gắng cho nha. Rồi cho cảm ơn nhiều, cảm ơn nhà hảo tâm nhiều. Rồi rồi bye bye. Đây thành viên đang có mặt ở hẻm số 58 đường số 11. Khu phố 5 phường Linh Sơn thành phố Thủ Đức. Và đây là cháu giới thiệu đi, cháu tên gì? Nguyễn Thị Hoài ạ, cháu ở Thị Phong, Thị Thái Bình. Rất hân hạnh được đồng hương và các chú trên mạnh thường quân tài trợ cho những người mù con Thái Bình.
À, ở trong này khu này là khu nhà trọ hả? Dạ. Có đông người không? Có 15 người Thái Bình. 15 người Thái Bình hả? Thế đâu có biết, bữa giờ không nghe nói ở đây. Để sau này có những cái đợt gì á thì để giúp cho. Dạ. À, thì cái này là cái số gạo này là của chị Lánh. Dạ. Chị Lánh là một người con ở Thái Bình nhưng dạ, chị đang ở đường Bình Thới, quận 11. Và cũng góp vào cái quỹ của chú để giúp cho bà con. Và đây là hôm nay thì tặng cho cháu là 15kg gạo. Dạ. Để ăn đỡ, sau này khó khăn thì mình tính tiếp. Dạ, ha. Cảm ơn chú và cô Nánh rất nhiều ạ. Dạ. Thì cố gắng nha, cố gắng dạ, để vượt qua những khó khăn nha. Dạ. Rồi, gia đình có mấy người? Gia đình cháu có hai vợ chồng, hai đứa con. Chắc mới giờ thất nghiệp hả? Dạ. Mấy đứa nhỏ học lớp mấy? Cháu, một cháu học lớp 11 với một cháu học lớp 7. À, thế hả? Rồi. Thôi được rồi, thôi nha. Rồi, cho cháu lấy đi. Rồi, ok. Thôi, để cháu đi để bước khác. Chú còn đi mấy chỗ nữa cơ. Thưa các bạn và thành viên đang đến để hỗ trợ cho anh tên gì anh nhỉ? Anh Hạnh Ca, và anh đang ở đây ở bên hè phố này và cũng là rất là khó khăn. Thì hôm nay là có một nhà tài trợ muốn gửi một món quà đến những người khó khăn. Chị đó là chị Nguyễn Thị Lánh, quê xã Nóc, thì Quỳnh Phụ, Thái Bình. Và cái món quà thì chị gửi cho anh là bao gồm một bao gạo 5kg và 200.000 để giúp cho anh đỡ chật vật. Mà bữa giờ thì đã được hỗ trợ nhiều chưa? Được một lần. Được một lần được cái gì? Bây giờ dưới gạo. À thế hả? Nhưng mà rồi chắc cũng còn rất là khó khăn đúng không? Còn dài dài. Hả? Còn dài dài. Còn dài dài hả? Vậy thì thôi sẽ cố gắng đi, xong rồi chừng nào mà nên anh mà huy động được thêm ở đâu thì anh sẽ giúp cho. Còn bây giờ dịch bệnh cái này thì có buôn bán gì được không? Không bán gì nữa thôi. À cũng đâu có khách hả? Và đâu có bán đâu. À, đây là đây cho anh ở là ở đây đúng rồi, bên cái nhà. Cảm ơn anh em nha. Rồi nha, mày cố gắng nha, bye bye nha. Ok. Xin giới thiệu đây là vợ chồng của bác Chiêm và bác Phám, cũng quê xã Thái Bình, và hai bác thì hiện tại cũng đang thất nghiệp và đây là ở nhà thuê cũng rất là khó khăn. Thì hôm nay là cô Nguyễn Minh Huyền là hiệu trưởng của trường mầm non 12 có gửi cho thành viên là 1 triệu đồng. Thì thành viên xin thay mặt cô để tặng cho bác Chiêm bác Phá. Số tiền thì gọi là cái tình cảm của cô Huyền, cô Huyền có là người Thái Bình tặng hai bác. Cảm ơn. Lúc mà khó khăn như thế này hai bác cũng mong hai bác là vượt qua được cái Covid này để chúng ta sẽ vươn lên sau này. Cảm ơn tất cả. Đây hôm nay thành viên đang đến thăm bác Sáng và bác Sâm, cũng quê ở xã ấp Bình Phụ, Thái Bình. Và bác thì cũng lâu rồi cũng không đi làm, cũng không có thu nhập, mà hơn nữa là bác bị bệnh cũng lâu rồi, phải chạy thận mấy năm nay rồi. Thì hôm nay là rất là cảm ơn cô hiệu trưởng là Nguyễn Thị Minh Huyền, là hiệu trưởng của trường mầm non 12, mà cô giáo rất là không những giỏi trong quản lý một ngôi trường luôn xuất sắc trong quận Bình Thạnh mà rất là giàu lòng nhân ái. Thì cô Huyền đã gửi cho thành Hiên là 1 triệu đồng. Thì hôm nay thành Hiên gửi biếu cho bác Xá 500.000 để bác có tí quà gọi là của đồng hương. Và cho bác xin mời bác nha. Bác nhận rồi. Thì cảm ơn thưa. Dạ. Anh cảm ơn cô Huyền ạ. Dạ. Dạ. Rồi thế chúc cho anh là mau khỏi bệnh nha, con mình khỏe nha. Rồi. Rồi thế chào anh.